bốn ngày. Chứ bình như lái xe mà. Không gửi nhau ông sư bình mà. Mình chỉ xách theo cái vỏ thôi. Cái vỏ. Biết được, mình cho mình cơ hội đi. Cho cơ hội. Dạ, em không biết nữa. Nhiều khi không biết nữa.
xong rồi đi Đắk Lắk. Đắk Lắk xong nếu mà có cơ hội thì đi đi miền Tây vài chỗ, rồi có thể đi về Cà Mau, thích đi xe không sư? Chưa biết chứ. Thôi thôi, đi thăm cái này chỗ kia. Giờ ngon lắm mà, hôm trước đi xin, đi Kiên Trang từ Sài Gòn đi xuống Cần Thơ nè, vô 3-4 tiếng vậy. Ngon lắm, nằm suốt cả tới.